cha trương bưu diệm, lạy cha trương bưu diệm. Kính thưa quý vị, chương trình truyền hình nhiều kỳ ơn cha Diệp do Trương Bửu Diệp Foundation thực hiện xin được tiếp tục với tập 79 hôm nay. Đây là những câu chuyện do các nhân chứng kể lại cho chúng tôi về lòng nhân ái và sự linh thiêng của cha Trương Bửu Diệp. Đặc biệt đối với những trường hợp bị bệnh nan y, khi bệnh nhân hoàn toàn tuyệt vọng và chỉ biết trông cậy vào lời cầu bầu của cha, chúng tôi cũng xin được nhắc lại chương trình truyền hình nhiều kỳ ơn cha Diệp do Trương Bửu Diệp Foundation thực hiện chỉ nhằm một mục đích duy nhất là làm chứng cho sự linh thiêng của cha. Do đó, các câu chuyện kể trong chương trình không nhằm đưa ra lời khuyên nhủ hay hướng dẫn về y học, mà chỉ nói lên niềm tin của mỗi người đối với cha Trương Bửu Diệp. Vì thế, chúng tôi mong quý khán thính giả hiểu rằng những câu chuyện về ơn cha Diệp thuần túy là một món quà mang giá trị tâm linh cho những ai đang tìm kiếm một chỗ dựa tinh thần trong lúc khốn khó, sự an ủi thiêng liêng khi tuyệt vọng và nhờ đó có được sự bình an trong cuộc sống. Nhân dịp này, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các nhân chứng ơn lành vì trong thời gian qua, chúng tôi nhận được rất nhiều cuộc gọi đến để chia sẻ rằng chính nhờ những câu chuyện ơn lành kể về những hoàn cảnh ngặt nghèo đã giúp họ tìm lại được niềm tin và sự bình an cho chính mình. Nàng tình yêu tha thiết con ngài vàng, vượt biển dấu chân gian ngàn nguy khó. Hai bác Trương Thị Mừng và Nguyễn Tấn Sáu hiện đang ở thành phố Garden Grove, California. Suốt 10 năm trời, hai bác đã liên lụy cầu xin với cha Francisco Trương Bửu Diệp cho con trai của bác được trở lại với Chúa và đi lễ nhà thờ. Đến nay thì lời cầu xin của bác đã được cha chuyển cầu và ngay người vợ của con trai bác cũng được ơn rửa tội để gia nhập đạo Công giáo. Thật thú vị hơn, hai bác đã có những câu chuyện về cha Trương Bửu Diệp. Xin kính mời quý khán thính giả theo dõi câu chuyện của hai bác kể lại sau đây. Trước hết, bác gái cho biết tên. An là Trương Thị Mừng. Dạ, bác đang ở thành phố nào? Tôi ở cái chợ Người Việt mà không biết thành phố nào. Garden Grove. Dạ, bác trai cho biết tên ạ. Tôi là Phê Rô Nguyễn Tấn Sáu. Dạ. Trong đời tôi được cái ơn lành này là tôi cầu nguyện 10 năm rồi. Chỉ cái thằng con trai của tôi đó, nó không có đi thờ, không có đi lễ. Mà tôi khấn về cha thì hồi 21 tháng 10 á, thì nó được ơn là nó đi lễ. Rồi vợ của nó là ngoại giáo. 7 năm hai đứa sống chung mà con kia chưa rửa tội. Thì bây giờ được rửa tội, thành ra cái đó nhờ ơn cha Diệp nghĩa là cho con vợ nó thúc đẩy. Bởi vì con vợ rất là dễ thương. Nó nói con thèm rước mình Thánh Chúa mà không được. Đó, tới năm này Chúa cũng xui khiến cho nó. Nó nói thôi má nói với con không ơn Chúa là không làm việc nên. Bây giờ con hãy nhờ ơn Chúa, giờ con rửa tội. Cha Diệp á, thì trước khi ông già tôi chết đó, thì ông nói là như có dòng họ lên với cha Diệp. Gia đình của bác có dòng họ với cha Diệp. Cha tôi là họ Trương. Thì nghe mợ mới học lại với ai cũng là nói. Là về trong khi mà cha bị bắt chung ở trong cái bàn người Công giáo đó. Trong lẫm lúa đó thì 70 người. Bảy chục người mà mấy người đó rồi bắt mấy người này, cha mới ra cha lãnh. Nhưng mà đó, bắt đó nó rành, và không có rành bắt đó là với điều kiện bắt đó là bắt ở trong cái nhà khúc tréo. Chứ không phải bắt ở bên nẫm lúa, bắt ở trong nhà thờ khúc tréo mà đang hành lễ trong nhà khúc tréo. Khi bắt gộp vô rồi đó thì là cha mới đứng ra cha lãnh đạo là chuyện gì cha cũng chịu hết.
bác ở trong cái rồi sao nó mới đem qua cha nó bà mày sao mới đem qua bên giam thì qua bên cái gừa giam, còn qua bên cái lộ mới giam, còn bắt là bắt bên này, mà khi bắt bên này rồi đó, khi giết thì cái hồ nước đó là cái giếng nước chứ không phải là cái hồ nước thường, cái giếng để cho đồng bào chúng đó nó uống đó, thì nó giết nó sổ xuống đó. Đó khi mà bắt không ra phải là cái người dẫn mợ, đi cái người mợ là cái người bị bắt trong nhóm 70 trong nhóm 70 đúng người đó. Thành ra bà mới kể hết. Yeah. Đó, thành ra là nói về tới cha Diệp á, thì mợ rất là rành. Nói trong khi đó mà bắt cha đó thì trong đó đó thì cha nhận lãnh cha chịu chết thì con chiên đó. Đồng tình như gì ai cũng chạy gom nhà thờ, chạy công giáo tất cả là gom nhà thờ có cha. Mà khi vô tới đó rồi nó gom hết rồi cha nó tính tiêu diệt hết cái số người này. Thì cha nói bây giờ cái gom dân là đây không phải là hoạt động không có gì hết. Nhưng mà họ tin tưởng tôi họ lại tới đây. Nhưng mà ở đây nếu cái sai cái trái cái gì là cha nhận lãnh. Cha lãnh hết, cái gì tội là cha chịu. Thành ra những người này đừng có giết, đừng có thả họ đi. Mà tại vì kể rằng là tại vì lúc đó tôi lớn rồi, rồi bà mợ đó bị trong cảnh đó, khi nó thả ra bà mới kể hết việc để tôi mới nghe. Nhưng mà nghe cái cảnh đó, nếu mà hiểu hết ý chị không có nói. Sao vậy bác? Cái mà đánh đập, cái mà nó trần truồng, cái mà nó giết mà kệ mà nói là nó bắt ông rồi nó còn lột đồ ra, đến khi nó đánh chỗ này cho rồi nó xô xuống mương chứ nó không có để trên. Thì khác nào cái hình ảnh của Đức Chúa Giêsu mà khi đem lên không có gì hết, trần truồng không có quần áo. Thực ra đây là một câu chuyện rất cảm động, là vì một trong những nhân chứng sống ở trong 70 người bị bắt lại là bà con với lại hai bác, tức là bà mợ, là một trong 70 người bị bắt chung với cha Diệp. Về kể lại cho con nghe là cha đã hy sinh cho đoàn chim như thế nào. Cảm ơn hai bác đã đến chia sẻ với tụi cháu. Cảm ơn cha, con xin cảm ơn cha đã thương ban cho con được ơn phúc. Cảm ơn ngài. Bác Nguyễn Văn Diêm hiện đang ở thành phố Costa Mesa, California. Bác có người cháu ngoại mới 4 tháng tuổi bị bệnh rất nặng. Đi các bác sĩ chạy chữa mà bệnh vẫn không thuyên giảm. Trong lúc khó khăn, chợt bác nhớ tới cha Trương Bửu Diệp đã làm phép lạ cho rất nhiều người đến cầu xin với cha. Nên bác đã đến văn phòng xin cha ban ơn lành cho cháu ngoại của mình được lành bệnh. Lời cầu xin của bác có được ứng nghiệm không? Xin mời quý vị lắng nghe lời chia sẻ của bác sau đây. Tôi tên là Nguyễn Văn Dinh. Hiện nay tôi đang sống ở Costa Mesa. Chúng tôi mới đây có một cái chuyện rất là vô cùng lo lắng. Có đứa cháu ngoại mới có 4 tháng tuổi mà nó đau nặng. Mà đi bác sĩ và đi bệnh viện 3 lần mà không bớt. Và tôi thấy cái cháu càng ngày cũng giống như nó càng yếu đi, tôi sợ quá. Và thật ra tôi nghe danh của cha Trương Bửu Diệp đã lâu rồi, thành thử ra tôi sực nhớ đến cha và tôi với bà xã tôi là quyết định là đến để cầu xin cha ban ơn lành. Nên và khi tôi đến xong rồi thì tôi xin các sách kinh về và hàng đêm chúng tôi đọc và cầu xin. Thì rất may mắn là hôm đó tôi thấy cháu nó yếu quá, cái tôi kêu mẹ của nó đưa cháu vô bệnh viện thì gặp một ông bác sĩ đó, ông khám bệnh và ông định bệnh được ngay, ông tìm bệnh ra ngay, mặc dù ông đã trải qua những cái cuộc là lấy máu rồi lấy tủy sống rồi phải mới có 4 tháng tuổi và rất khó khăn. Cháu khi mình mạch máu cháu nó nhỏ lắm, không lấy được 4-5 người thay nhau mà lấy cũng được và có khi phải xẻ cái gót chân của cháu ra để nặn máu, tội lắm. Nhưng mà cuối cùng thì được, cuối cùng thì ông quyết định bệnh được cái bệnh đó gọi là bệnh Kawasaki, mà chỉ có đặc biệt trong người châu Á mới có thôi. Và khi tôi được biết là ông bác sĩ ông nói là rất hiếm người bị bệnh,
khoảng mấy trăm ngàn người mới có người bị nói như vậy đó. Nhưng mà bây giờ cháu lành, tôi được ơn của tin, tôi rất tin là cha đã giúp cho chúng tôi, vì chúng tôi có lòng thành để mà xin cha. Và thực sự từ trước nay tôi nghe tin danh cha là lâu nhưng mà tôi không để ý lắm. Nhưng mà trong những cái lúc mà nguy khôn thế này thì tôi biết là cha đã hiện diện ở trong gia đình chúng tôi. Sau cái vụ này thì thực sự chúng tôi cũng thấy là từ nay về sau có chuyện gì chỉ kêu cha. Mặc dù cái chuyện thì nó đơn giản nhưng mà chúng tôi cũng nhân chuyện này để nói lên để cho mọi người biết rằng cha linh lắm, xin là cha cho đó, cứ miệng là lòng mình cho thực thành thì mình xin cho cha cho. Chương trình truyền hình Nhiều Kỳ Ơn Cha Diệp tập 79 xin tạm ngưng tại đây. Chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Trước khi chấm dứt, xin được gửi đến quý vị các thông báo sau đây. Cầu nguyện với Cha Diệp. Vào lúc 7 giờ tối thứ Năm, ngày 1 tháng 1 năm 2015, kính mời quý ông bà, anh chị em đến tham dự để hiệp chung lời cầu nguyện. Đây cũng là dịp mừng sinh nhật của Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp và đón chào năm mới dương lịch 2015. Quý vị ở xa muốn cùng hiệp thông cầu nguyện, xin vào trang web www.chuongbuoudiep.org. Để giúp quý khách lần đầu đến viếng thăm văn phòng cha tại Garden Grove, làm quen với các dịch vụ tại văn phòng, sau đây là phần hướng dẫn khách thăm viếng Chuong Bửu Diệp Foundation. Thể theo lời yêu cầu của quý khách viếng thăm cha Chuong Bửu Diệp, chúng tôi xin được giới thiệu đến quý khách video hướng dẫn khi đến nhà thăm viếng cha lần đầu tiên. Văn phòng và nhà thăm viếng cha Chuong Bửu Diệp tọa lạc tại số 14231 trên đường Euclid, thành phố Garden Grove, California 92843, trong khu Euclid Retail Center, đoạn giữa Westminster và Hazard, gần chợ người Việt. Quý vị theo dõi bản đồ sau đây. Nếu quý khách đi từ xa lộ 22 thì exit Euclid rồi quẹo trái, băng qua đường Trust và đường Westminster. Khi vừa qua đường Westminster khoảng 1/4 miles sẽ thấy văn phòng cha Diệp bên phải ở góc Euclid và đường Forbes. Thì văn phòng cha ở ngay góc Forbes và Euclid. Nếu quý khách từ xa lộ 405 thì cũng exit Euclid rồi quẹo trái, đi trên đường Euclid khoảng 4 miles qua đường Hazard, thì bên trái quý vị sẽ thấy đường Business Center Parkway. Quẹo trái vào đường này đi khoảng 300 m, quý vị sẽ thấy tiệm hớt tóc Trần Thế, thì vòng ra phía trước là văn phòng cha. Nếu quý khách không muốn vào bằng đường Business Center Parkway thì đi thêm một khoảng 1/4 mai nữa sẽ thấy đường Forbes, thì văn phòng cha ở bên trái ngay góc Euclid và Forbes. Giờ mở cửa văn phòng là từ 10 giờ sáng đến 6 giờ tối mỗi ngày, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật. Việc thăm viếng, xin khấn hay cảm tạ là hoàn toàn miễn phí và không phân biệt tôn giáo, tuổi tác, giới tính hay chủng tộc. Nếu quý vị gặp khó khăn khi tìm đường, xin gọi văn phòng cha Trương Bửu Diệp số 714-537-8159 hoặc 714-362-6608 để được hướng dẫn. Nhà thăm viếng cha có 4 phòng, bao gồm phòng E101, E102, E103 và E105. Đường vào bãi đậu xe nhà thăm viếng đủ rộng cho xe chở khách loại 50 chỗ ngồi. Phòng E105 là cửa ra vào chính của nhà thăm viếng. Và khi bước vào, quý vị sẽ thấy quầy tiếp khách đặt ngay cửa ra vào để chào đón mọi người. Đối với quý khách đến thăm cha lần đầu thì xin ghi danh ngay tại quầy theo mẫu đến lần đầu. Trong mẫu này gồm có họ tên, giới tính, thành phố đang cư ngụ, tuổi, tôn giáo, nơi giới thiệu và 4 số phone cuối cùng chữ ký của quý khách. Mục đích chính của bản ghi danh
trước hết là nằm bảo vệ sự an toàn của quý khách, kế đó là phục vụ cho việc thống kê thường kỳ về khách thăm viếng, và sau cùng là được sử dụng để làm bằng chứng cho việc xin tuyên thánh cha Trương Bửu Diệp, và bốn số hôn cuối để tránh sự trùng tên. Khách đến thăm cha từ lần thứ hai trở đi chỉ cần ghi tên, giới tính, bốn số phone cuối và giờ đến. Các thông tin này nhằm giúp hội thống kê lượt người thăm viếng và sắp xếp nhân viên tiếp tân cho phù hợp với giờ khách đến thăm. Sau khi ghi danh, quý khách đi băng qua phòng tiếp khách để vào thẳng phòng cầu nguyện. Đây là nơi đặt những kỷ vật thánh tích, gồm có hai bức tượng cha Diệp do nhà thờ Tắc Sậy gửi tặng. Bên tay phải của tượng cha đứng có bàn xin khấn, trên đó có hai cuốn sổ. Sổ thứ nhất là sổ xin khấn màu đỏ để quý khách ghi lời khấn. Sổ thứ hai là sổ cảm tạ màu xanh để quý khách ghi lời cảm tạ khi được ơn. Những lời khấn và cảm tạ ghi trong sổ sẽ được chọn ra để đọc trong buổi cầu nguyện vào mỗi thứ năm đầu tháng. Để tránh sự chờ đợi khi đang có khách đang ghi lời khấn tại bàn khấn, xin quý khách lấy phiếu xin khấn và phong bì tại ngay bàn xin khấn, rồi chúng ta có thể tìm chỗ ngồi ghi lời khấn. Khi ghi xong thì trở lại bàn ghi lời khấn, sau đó bỏ vào khe thư ngay trên mặt bàn xin khấn. Chỗ thờ cha bên cạnh hai tượng cha là những chai nước nhỏ đặt trên những cái khay lót nhung đỏ. Đây là lộc của cha và mỗi người có thể mang về một chai để uống. Nếu quý khách uống nước tại chỗ thì khi uống xong, vui lòng bỏ vào thùng recycle đặt bên ngoài phòng cầu nguyện. Trong phòng cầu nguyện còn có mảnh ván hòm và vụn xương của cha do nhà thờ Tắc Sậy gửi tặng. Riêng mảnh xương lớn được đặt trong két an toàn bên cạnh tượng cha đứng. Thánh tích này sẽ được trình bày cho mọi người sau khi cha được phong thánh. Bức tường bên trái của phòng cầu nguyện có vẽ cây ân phúc và có những chiếc lá cảm tạ. Đây là những chiếc lá mà người được ơn ghi lời cảm tạ trên lá và dán lên cây ân phúc để bày tỏ lòng tri ân đến cha Trương Biểu Diệp về những ơn lành họ nhận được. Bên gần tượng cha ngồi cũng có bảng cảm tạ dành cho quý khách muốn bày tỏ lòng biết ơn một cách đặc biệt với cha Trương Biểu Diệp. Rời phòng cầu nguyện, quý khách trở lại phòng tiếp khách. Tại đây, quý khách có thể tìm kiếm các tài liệu, các CD, DVD, hình ảnh, kinh xin ơn và tiểu sử cha Trương Biểu Diệp, cũng như tuyển tập các bài hát về cha, những CD nhạc thánh ca, bộ DVD ơn cha Diệp từ số 1 đến số mới nhất. Tất cả những tài liệu này hoàn toàn miễn phí. Nếu quý vị có lòng muốn đóng góp thì tùy vào lòng hảo tâm của mỗi người. Trong phòng còn có bàn để khách ký thủy nguyện thư, viết thư góp ý, trả lời câu hỏi trong phiếu thăm dò, vân vân. Bên trái phòng tiếp khách là quầy lưu niệm. Tại đây quý khách có thể thỉnh về các tranh, tượng, hình ảnh, chuỗi hạt, đồ trang sức tôn giáo, hoặc là trọn bộ DVD ơn cha Diệp và một số sản phẩm lưu niệm khác làm kỷ niệm cho chuyến viếng thăm của quý khách. Và tất cả những lợi nhuận thu được từ quầy lưu niệm này được dùng để duy trì văn phòng và nhà thăm viếng cha Trương Bửu Diệp. Trước khi ra về, quý khách cũng có thể chụp hình lưu niệm với bức phù điêu ba chiều chân dung cha Trương Bửu Diệp đặt ngay tại phòng khách. Do phù điêu được tạc ba chiều nên rất độc đáo. Đôi mắt và cả khuôn mặt cha luôn hướng về người nhìn dù đang đứng ở góc độ nào. Với những người ở xa, nếu muốn gửi lời khấn, xin gọi cho chúng tôi, anh chị em thiện nguyện viên sẽ ghi vào sổ xin khấn cho quý khách. Trang web của hội www.truongbuodiep.org cũng có phần thăm viếng cha qua Internet. Mục đích là giúp những người ở xa không đến được vẫn có thể thăm văn phòng như thật qua chương trình Virtual Tour. Với chương trình này,
Dù ở xa, quý khách vẫn có thể gửi lời khấn hoặc lời cảm tạ, ký thỉnh nguyện thư hoặc chọn quà lưu niệm. Đối với quý khách đang có lời khấn cần cấp, xin gọi cho chúng tôi số 714-362-6608. Nhân viên trực sẽ hướng dẫn để quý khách thu lời khấn qua điện thoại. Sau đó, chúng tôi sẽ phát lại lời khấn này cho cha Diệp sớm nhất có thể. Phần hướng dẫn đến đây là hết. Nếu quý khách có thắc mắc hay cần hỏi thêm, xin gọi cho chúng tôi ở hai số. Thứ nhất, 714-537-8159. Thứ hai, 714-362-6608. Hoặc quý vị có thể email cho chúng tôi ở địa chỉ info@truongbuodiep.org. Kính chúc chuyến viếng thăm văn phòng cha Trương Bửu Diệp của quý khách được trọn vẹn và ý nghĩa. Xin cảm ơn quý khách. Giờ phát hình, chương trình truyền hình Ơn Cha Diệp đang được phát trên kênh 57.5 Sài Gòn TV vào 9:15 mỗi sáng thứ năm hàng tuần tại Nam California và toàn Hoa Kỳ trên Galaxy 19. Chương trình này cũng được phát trên băng tần 57.6 VBS vào lúc 11 giờ sáng Chủ nhật hàng tuần. Sách Ơn Cha Diệp, sách 100 Ơn Cha Diệp tập 2 đã in xong và đang được trưng bày tại văn phòng cha Trương Bửu Diệp. Quý vị ở xa muốn nhận sách, xin gọi cho chúng tôi ở số 714-537-8159 hoặc 714-362-6608. Bộ DVD Ơn Cha Diệp, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị bộ DVD Ơn Cha Diệp gồm các chương trình đã phát trên truyền hình Ơn Cha Diệp từ số 1 đến số 60. Mỗi bộ DVD có 10 đĩa, được thiết kế trang nhã, gọn gàng và tiện lợi để làm quà tặng trong các dịp lễ cuối năm và đầu năm mới. Xin trân trọng kính mời. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình truyền hình Ơn Cha Diệp kỳ sau. Xin thân ái kính chào quý vị. Cha Trương Bửu Diệp, lạy Cha.